Trần Anh vừa về tiếp tục một mẫu crew của em này, sản xuất năm 2012 nè. Máy 1.6 nha, bản MT số sàn. Chủ nhà full kính đồ chơi rồi. Đi cùng đèn trước sau rồi. Full LED Audi. Rất mắc tiền nha. Vô nguyên một cái máy trong của em này nè, cực kỳ là mắc tiền. Cái thứ hai đèn gầm nè. Đèn gầm thì cũng đã full LED hết toàn bộ. Đèn là đèn ring nhưng mà vô đồ chơi khá là nhiều. Mặt ca lăng tản nhiệt là nguyên bản là hình dạng tổ ong, dạng hình than nha bà con, cho anh gọi là hình con thoi đó anh em. Biểu tượng của Chevrolet đây. Ở dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Như anh em đã biết rồi, phân khúc C 1.6 chạy đâu đó lanh quanh cũng 8 lít cho anh em thôi nha. Đi em này thì cực kỳ lành, lành tính vô cùng luôn. Được cái bậc xe nó bộ áo gì à, màu vàng cát, chân anh gọi là màu vàng gold đó anh em. Một màu vàng xanh liếc và hy vọng. Được chưa cô chú anh chị? Đèn đuốc đẻ không? Nước sơn rin còn, nắp capo sơn rin, thùng mình cạn trước sơn lại nè, báo thẳng luôn. Đây anh chị này, dàn mâm nè, dàn mâm là sáng trưng, bốn qua vỏ đâu đó khá là mới nha, 70-75%. Dán toàn bộ hệ thống pin cách nhiệt, sơn si không một tí gọi là chày xước đâu. Anh em coi nè, đây là hệ thống nước sơn rin của em, nó vẫn còn nguyên nha. Nào quay cho anh em coi nè, nó màu vàng lên ánh đèn, nhìn đẹp không? Đèn sau chủ nhà đã full LED Audi nè, nó full toàn bộ hết rồi. Hệ thống cảm biến dê chủ nhà cũng đã lên luôn, lipo chủ nhà cũng đã lên luôn. 62 Long An 40478 nha. Biểu tượng của crew bản LS. LS là số sàn anh em nha. LTZ là cái gì ạ? Là số tự động. Không có bạn đủ. Riêng trong phân khúc C này không có bạn đủ và bạn thiếu, chỉ có hai bạn sàn và tự động. Đó, anh em nào muốn cơ chủ động thì anh em đi số sàn, anh em nào muốn nhàn nhẹ bản thân thì đi số tự động. Trần Anh vẫn còn một con số tự động màu vàng giống như vậy luôn. Bốn cái vỏ là mới tin nha anh em. Đây bà con, dàn mâm đúc là chủ nhà thay toàn bộ vỏ Michelin xịn sò, sơn si bóng lọc luôn, không một tí là chạy xước nha anh em. Em đang chạy 8 lít nha, mời anh em trải nghiệm vô cô bác vô tiếp tục phần khoang nội thất cùng với Trần Anh nè. Em này đi xét nặng thì đồng nghĩa là sao ạ? Bà con cô bác leo lên, bà con cô bác chạy rất là đầm. Cái thứ hai là cái dàn gầm là tổng hợp những gì ạ? Chúng ta có đà nè, đà gầm nè, sắt gầm nè và phần cách âm gầm nè. Em này cực kỳ tốt, sắt si dày, sắt si dưới gầm cực kỳ dày, cho nên tỷ lệ mà nói mục ngọt em này cực kỳ là hiếm nha cô chú anh chị nha. Đầm lắm, cách âm tốt, cản gió em này là lên tới 16-17 decibel gió gầm lận anh em. Keo chỉ là rin hết nha. Em xin lỗi nha, đang quay hết pin cho nên không có đèn. Tắp bi tắp lô keo chỉ rin, nói chung xe không cấn cũng lỗ nha anh em. Đây là vô lăng nè, chủ nhà kỹ nè, phiếu nhắc bảo dưỡng nè, thẻ nhắc bảo dưỡng đầy đủ tính năng cho anh em, anh em thấy chưa? Vô lăng nè. Đây có đàm thoại cuộc gọi nữa anh em à. Vô lăng đẹp nha, 22, đi được 133.172 km rồi. Hệ thống cảm biến dê phía sau full hết. Tắp lô tắp bi sạch sẽ, cam cặp lề, cam dê, cam hành trình. Đó, tính năng có thiếu gì đâu anh em. Nói chung chủ nhà lên kính đồ chơi rồi. Hệ thống khóa cửa trong xe đây, hệ thống mở cúp điện thông minh đây, chìa khóa mút lóc nè, đã chưa? Anh em coi củ số nè, em này trang bị 5 cấp số nha anh em. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nè. Ghế là chủ nhà bọc ghế da sạch sẽ lắm, lót sàn là bằng cao su hết toàn bộ, đã chưa? Đây là cục máy nè anh em. Cục máy bên Trần Anh về, Trần Anh dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ cho anh em nè. Đây là phần cục máy. Máy ETS 2 nè, 16V nè. Đó là 16 cây xúc bắp, 8 cây dọc trên dưới nha cô chú anh chị. Mặt nắp cò có mở nhẹ nha, có chỉnh lại mặt ron. Chạy thời gian nó nóng, cái ron nó khô, nó gấm nhớt á, bắt đầu nó bị xì nhớt ở đây thì bắt buộc là người ta thay ron là bình thường. Còn mặt sơ mi của máy là nguyên, tức là hơi, chẳng anh gọi là nồi hơi á. Nồi hơi đẩy của em nó là nguyên si, chưa có mở. Hệ thống rút bê nước nè. Nếu anh em mà muốn làm luôn cái máy làm dàn ron của nồi hơi, anh em buộc phải tháo rút bê nước nha. Rút bê nước chưa mở thì đừng có nghĩ đến chuyện nồi hơi nó mở chưa. Và cái hai là số rin nè. Còn mỏng này chạy qua thời gian 5 tháng thì chắc chắn với anh em rồi, côn kiếp là phải thay. Mà nói luôn, muốn vô côn phải tháo hộp số, đó là nguyên tắc. Chứ không phải là thay côn là không còn phải tháo hộp số nha anh em nha. Xe nào cũng vậy. Đây bà con, nhớ chủ nhà thay mới tin nha anh em nha. Hệ thống cảm biến túi khí nó còn nguyên si. Hệ thống cảm biến oxy, điều tiết lượng khí thải, lượng xăng dư cho máy nè.
Thường thường anh em chạy anh em thấy có mấy cái check in đó, là nó có hai cái check in nó hay bị ở cái mẫu Crew này. Một là check in kem, check in cảm biến kem nha. Hai là check in cảm biến oxy. Mà cảm biến oxy này một khi nó hư thì nó sẽ đẩy ra cái lượng khói gọi là tương đối là khá nhiều. Như là ra khói trắng, anh em cứ nghĩ ra khói trắng là tình trạng nó hở bẹt nó ra khói trắng, không phải. Có hai nguyên nhân để anh em kiểm tra. Một là cảm biến oxy nó hư là nó sẽ ra khói trắng rất là nhiều và tình trạng máy nó chạy nó bị có sự co giật nha bà con nha, rung giật á. Khi bà con thay là lập tức điều tiết liền oxy trong khí thải là ngon lành liền, ngon lành cành đào. Và đi đôi là hệ thống kem ngoài, em phải xài kem ngoài rất là đỡ nha. Đó, được chưa anh em? Kem ngoài thì anh em phải thường xuyên là thay kiểm tra và thay kem này. Chứ kem này mà để nó đứt, anh em đạp ga nó đụng số bắp là bắt buộc cầm số bắp là phải thay hết toàn bộ. Đó là Trần Anh hướng dẫn anh em cách coi một con xe tốt về phục vụ gia đình. Trần Anh không giỏi nhưng mà Trần Anh sẽ hướng dẫn những anh em nào chưa biết, chưa rành về xe để mua xe, tìm được một cái xe tốt không để bị người ta gạt nha cô chú anh chị nha. Được chưa anh em? Rồi, đâu nó có đầy rum. Đó, đồ chơi full kính rồi. Thiếu gì đâu. 2012 giá thành Trần Anh đang bán với một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi. 200 triệu mẫu này. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt 5. Được chưa anh em? Còn 195 sở hữu ngay một mẫu Crew 2012 rồi. Cứ có mua là có bớt anh em ạ. À, sơn đẹp lắm, liền lẹt sạch sẽ nha anh em. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần cốp sau rồi. Nè, anh em coi 5 quả mâm đúc mới tin là cái cốp là không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần cốp nha anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm nha. Đây là phần gầm xe nè anh em. Anh em thấy gầm không? Gầm bề của em đó là nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần gầm. Gầm quá đẹp. Rồi được chưa? Gầm sáng trưng à. Dán phim cái nhiệt ở kính lái trước rồi. Nói chung là dán hết rồi. 200 bước 5, 195. Anh em nào quan tâm một mẫu Crew 2012, máy số bao rim thì alo cho Trần Anh Auto. Em chào anh em nha. Em see you and goodbye.